Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về tinh dầu giảm căng thẳng Stress Relief. Là loại tinh dầu kết hợp từ 4 loại tinh dầu nguyên chất khác nhau bao gồm hoàng yến Kanaga, phong lữ, geranium, xả chanh, lemongrass và cam ngọt Sweet Orange. Những loại tinh dầu này thuộc những nhóm tinh dầu tốt cho não bộ và tinh thần, làm sảng khoái, tạo động lực mạnh mẽ. Hãy cùng tôi tìm hiểu thêm những tính chất đặc biệt và những thành phần làm nên điều thần kỳ này nhé. Tinh dầu giảm căng thẳng Stress Relief có những gì? Thành phần chủ đạo của tinh dầu giảm căng thẳng bao gồm hoàng yến Kanaga, phong lữ Geranium, xả chanh Lemongrass và cam ngọt Sweet Orange 100% tự nhiên, được pha trộn với công thức và thủ thuật đặc biệt từ các chuyên gia hương liệu ở Mỹ, đã tạo ra dòng tinh dầu hợp hương có mùi hương tuyệt vời, kích thích não bộ để minh mẫn, sảng khoái, dễ chịu, nâng cao sự tập trung, từ đó nâng cao hiệu quả công việc và tràn đầy năng lượng và ý tưởng. Công dụng của tinh dầu giảm căng thẳng Stress Relief. Các thành phần của tinh dầu tác động qua lại lẫn nhau, mang đến sự pha trộn tuyệt vời để giúp óc bạn thư thả, thoải mái và từ đó phát sinh động lực để sáng tạo và hoàn thành những công việc dang dở hoặc mục tiêu của đời mình. Hoàng yến Kanaga, cây Kanaga thuộc dòng họ thực vật cùng với chi của cây ylang-ylang. Đây là một trong những cây nhiệt đới có độ cao tới 98 feet và dầu được chiết xuất từ những bông hoa lớn, thơm, màu vàng, giống hệt như của ylang-ylang. Cây Kanaga có nguồn gốc từ châu Á và tinh dầu được chưng cất bằng hơi nước từ hoa, nguồn phân phối chủ yếu xuất phát từ Java, Malaysia, Philippines và các đảo Moluccas. Tinh dầu Kanaga và ylang-ylang có đặc tính thơm khác nhau nhưng lại tương tự. Xưa kia, hoàng yến Kanaga được người dân địa phương sử dụng để điều trị các bệnh truyền nhiễm như sốt rét. Kanaga hiện được sử dụng trong liệu pháp trị liệu bằng hương thơm để điều trị vết côn trùng cắn, chăm sóc da và tóc để giảm lo âu, trầm cảm, những bệnh liên quan tới căng thẳng. Nó cũng có tính chất sát trùng, an thần, kích thích thần kinh. Nó thường được sử dụng trong ngành công nghiệp nước hoa, xà phòng dành cho nam giới. Tiếp theo là phong lữ Geranium, một thành viên của chi Pelargonium. Hoa phong lữ được trồng vì vẻ đẹp của chúng và là một yếu tố không thể thiếu trong ngành công nghiệp nước hoa. Trong khi có hơn 200 loại hoa Pelargonium khác nhau, chỉ có một số ít được sử dụng làm tinh dầu. Công dụng của tinh dầu phong lữ có từ thời Ai Cập cổ đại, khi người Ai Cập sử dụng tinh dầu phong lữ để làm đẹp cho da và cho các lợi ích khác. Trong thời đại Victoria, lá phong lữ tươi được đặt ở bàn ăn chính thức như những mảnh trang trí và tiêu thụ như một loại thực phẩm tươi. Trong thực tế, lá và hoa của cây thường được sử dụng trong các món tráng miệng như bánh, thạch và trà. Là một loại tinh dầu, phong lữ Geranium đã được sử dụng để thúc đẩy sự tái tạo da một cách rõ ràng và mái tóc khỏe mạnh, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các sản phẩm chăm sóc da và tóc. Nó cũng giúp làm dịu tinh thần, giảm bớt cảm giác căng thẳng. Phong lữ cũng được biết đến để xua đuổi côn trùng một cách tự nhiên. Xả lemongrass là một loại cây cao dạng bụi. Xả lemongrass có hương vị cam quýt tinh tế và được sử dụng cho ẩm thực châu Á trong các món súp, trà và cà ri, cũng như cá, thịt, gia cầm, thịt bò hoặc hải sản. Ngoài hương vị độc đáo của nó, tinh dầu xả thúc đẩy quá trình tiêu hóa lành mạnh và hoạt động như một thuốc bổ tổng thể cho hệ thống cơ thể khi ăn. Nó cũng thanh lọc và làm săn chắc da và thường được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da vì những lợi ích như thế này. Xả loại dầu lý tưởng để sử dụng trong liệu pháp massage. Xả mùi thơm cây nồng của thảo mộc có thể nâng cao nhận thức và thúc đẩy những suy nghĩ tích cực. Cuối cùng là cam ngọt Sweet Orange. Hương thơm tràn đầy năng lượng và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó có nhiều monoterpen, tinh dầu cam ngọt có khả năng kích thích và thanh lọc, lý tưởng để hỗ trợ chức năng hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Cam ngọt khích tán sẽ cung cấp năng lượng và nâng cao tinh thần, trong khi nó đang làm công việc thanh lọc không khí. Cam ngọt giúp tăng cường bất kỳ sự hòa trộn tinh dầu nào khác với hương thơm tươi mát và ngọt ngào. Cách sử dụng tinh dầu giảm căng thẳng Stress Relief. Ở đây tôi chỉ khuyến khích các bạn sử dụng trong máy khuếch tán tinh dầu, sử dụng 3-5 giọt trong một khuếch tán trong phòng vào buổi sáng hoặc buổi trời ngã chiều để giúp tinh thần thoải mái và tràn đầy năng lượng trong khi tinh dầu đang thanh lọc không khí trong phòng.
sử dụng hiệu quả hơn trong môi trường máy điều hòa không khí. Lưu ý khi sử dụng tinh dầu: an toàn và chống chỉ định, tinh dầu tự nhiên được cô đặc, sử dụng cẩn thận, tránh xa tầm tay trẻ em, tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt nếu mang thai hoặc cho con bú. Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng. Hướng dẫn an toàn: tinh dầu nguyên chất 100% của chúng tôi là không độc hại, không gây kích ứng và không nhạy cảm. Tinh dầu giảm căng thẳng stress relief của bạn đi kèm trong chai tinh dầu thủy tinh 10 ml màu nâu hổ phách UV blocking. Những tuyên bố này chưa được đánh giá bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Những sản phẩm này không nhằm mục đích chuẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc phòng ngừa bất kỳ bệnh nào. Đọc tuyên bố từ cho trách nhiệm của chúng tôi. Xin cảm ơn.